tất cả bà con nha. Hôm nay sẽ dạy bà con cách được số điện thoại. Ví dụ như bên em kêu mọi người tấp, tức là gửi 10 số nhưng mà tấp làm 2. Tại vì bên túc á, người ta sẽ giữ quyền riêng tư. Nếu mọi người gửi, ví dụ như số điện thoại của mọi người từ 0, 1, còn gọi là 0, 1, ví dụ như 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ví dụ như nha, bà con gửi 10 số. Thì nó sẽ không có, nó sẽ, cái màn hình của mình sẽ thấy số điện thoại nha. Nhưng mà ở bên live người ta sẽ không thấy, tại vì YouTube nó dựng viền riêng tư. Thành ra bà con cứ là ví dụ tương tự từ 0, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mình tắt lần 2, mình gửi 2 cái bình luận. Đây ví dụ như là 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2. Rồi mình gửi 0, 1, 2, 3, 4, 5 trước. 3, 1, 3, 1, 6, 3, 5. Rồi, 0, 1, 2, 3, 4 đi. Rồi, số này chứ gì ha. Rồi, bắt đầu mình gửi một cái này. 6, 7, 8, 9, tức là đầy đủ số điện thoại. Đây, 5, 6, 7, 8, 9 ha. Tức là đầy đủ số điện thoại của mọi người. Nhưng mà mình chia làm 2 và mình gửi một cái bình luận rồi. Là xong, nha. Rồi, em chào mọi người, em cảm ơn.